Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hội nghị lãnh đạo thành phố gặp mặt thanh niên tháng 3 năm 2017. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp năm 2017. Công an thành phố tổ chức phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Bảo Lộc trên đường phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tại đầu cầu Bảo Lộc, các đại biểu là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị chức sắc chức việc, các tổ chức tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đã nghe quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là đợt học tập nhằm giúp cho đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa nội dung của nghị quyết, nắm vững những kiến thức, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác thuộc trách nhiệm của mình. Công an thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức lễ phát động, thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đến dự có các đồng chí Lê Hồng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, Công an thành phố xây dựng kế hoạch với các nội dung như tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an, tổ chức cho các ban ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người công an nhân dân có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Hồng Phụng đề nghị lực lượng công an thành phố phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, tích cực tham mưu đề xuất cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại buổi lễ, các đội nghiệp vụ công an các xã phường trên địa bàn thành phố đã ký kết thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chiều ngày 23 tháng 3, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc gặp mặt thanh niên nhân tháng thanh niên tháng 3 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại hội nghị, thành đoàn đã báo cáo công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua, chương trình công tác năm 2017, đồng thời nêu những vấn đề thanh niên quan tâm hiện nay như công tác tư vấn giải quyết việc làm, thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số, quy hoạch đầu ra cho cán bộ đoàn hết tuổi đoàn, tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tình hình khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài các vấn đề trên, đoàn thanh niên cũng mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ về chính sách để thanh niên phát triển như mong muốn. Trong hội nghị, lãnh đạo thành phố đã có những giải đáp, ghi nhận những vấn đề thanh niên quan tâm. Đồng thời trao đổi thẳng thắn đối với các vấn đề các đoàn viên thanh niên đưa ra, cũng như chỉ đạo các phòng ban của thành phố tiếp tục tăng cường phối kết hợp với thành đoàn trong việc thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ năm 2017. Dịp này, thành đoàn cùng các phòng ban của thành phố đã ký kết một số kế hoạch liên tịch về vấn đề an toàn giao thông, tham gia dự án trồng rừng, trồng cây phân tán và các nội dung liên quan khác. Chiều ngày 23 tháng 3, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp năm 2017. Tham gia tập huấn trên 100 doanh nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố, được nghe triển khai quyết định số 1672 ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
Luật Thống kê năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, một số văn bản liên quan và hướng dẫn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp. Qua tập huấn nhằm đánh giá chính xác thực trạng về số lượng, quy mô, cơ sở lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và Nhà nước, các bộ ngành. Đồng thời, làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu thống kê chính thức cho ngành thống kê. Chỉ tiêu GDP, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phục vụ cho các cuộc điều tra trong các thời kỳ thống kê tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố vừa triển khai cuộc họp về việc tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Theo kế hoạch, ngày chạy Olympic thành phố Bảo Lộc sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 2017 tại 11 xã phường. Theo đó, tại từng xã phường vùng ven như Đại Lào, Lộc Thanh, Lộc Phát, Đam Ri, Lộc Châu, Lộc Tiến và Lộc Nga, mỗi địa phương sẽ tổ chức tại một điểm công cộng trên địa bàn phường xã mình. Mỗi địa điểm chạy tối thiểu 500 người tham gia, cự ly chạy tối thiểu 1 km. Riêng tại 4 phường trung tâm sẽ thành lập một điểm tập trung xuất phát trước công viên Ủy ban nhân dân thành phố, mỗi phường huy động ít nhất 200 người tham gia. Theo ban tổ chức, đây là hoạt động nhằm chào mừng ngày thành lập đoàn và các ngày lễ lớn trong tháng 3 và tháng 4, qua đó động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật và giảng dạy kiến thức phòng cháy chữa cháy, nâng cao nhận thức, kiến thức phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân dẫn đến cháy nổ. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Tập trung vào một các nội dung về huấn luyện công tác phòng cháy, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ lý thuyết đến thực hành để học viên có thể xử lý tình huống một cách tốt nhất. Qua công tác tập huấn, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở có thể nắm bắt được những kiến thức phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, khí cháy hóa lỏng, trụ sở làm việc, khu dân cư và hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trà, cà phê, kho, tìm hiểu tính năng, tác dụng phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy và thao tác sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy để có thể thực hành tốt nhất tại cơ sở khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Giảm đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 phối hợp với nhà máy thủy điện Đại Nghe tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017. Tình huống giả định có cháy do hệ thống điện của máy biến áp, đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc gây khó khăn cho công tác thoát nạn, chữa cháy và di chuyển tài sản. Phát hiện có cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở báo động cho mọi người và báo cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để ngăn chặn cháy lan và dập tắt khai xăng. Sau 10 phút, hai xe chữa cháy đến hiện trường, qua chỉ huy chữa cháy tại chỗ nắm tình hình, triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, nhanh chóng dập đám cháy. Qua buổi thực tập, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 cũng đóng góp một số ý kiến như lực lượng chữa cháy cơ sở cần thao tác gấp rút hơn để khống chế đám cháy, tránh gây cháy trên diện rộng trong khi đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Vì tình huống giả định lần này được tổ chức ngoài trời nên không có người bị nạn, cần rút kinh nghiệm trong lần thực tập sau để làm quen với mọi tình huống phức tạp. Đây cũng là dịp để mọi người nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp, tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Hòa chung các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa qua, đoàn phường Lộc Tiến đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Với những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, thời gian qua, tuổi trẻ phường Lộc Tiến đã thực sự phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào công tác xây dựng và phát triển phong trào đoàn của địa phương trên tất cả các mặt hoạt động và các phong trào với những việc làm thiết thực như tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng. Đặc biệt với phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, nhiều đoàn viên thanh niên đã tranh thủ các nguồn vốn vay, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình theo hình thức chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi hoặc làm thương mại dịch vụ. Song song với công tác đoàn, đoàn phường Lộc Tiến còn chú trọng tới công tác giáo dục thiếu niên, xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, đồng thời tăng cường phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền vận động. Đại hội lần này cũng đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.
quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của thanh niên. Quỹ tín dụng phường 2 vừa tổ chức đại hội thường niên, qua đó đánh giá hoạt động năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và triển khai phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022. Với 31 cán sự nhân viên, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự tác động của nền kinh tế, cũng như sự cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhưng với chiến lược kinh doanh uy tín và kim chỉ nam hoạt động, ân cần, chu đáo, chuyên nghiệp, quỹ tín dụng phường 2 ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị trí top đầu các quỹ tín dụng trên địa bàn. Kết thúc năm 2016, số lượng thành viên tham gia vào quỹ tín dụng phường 2 đạt trên 11.000 lượt thành viên, tăng 388 thành viên so với năm 2015. Tổng nguồn vốn đạt gần 747 tỷ đồng, tăng 86 tỷ so với năm 2015. Trong đó, vốn huy động tiết kiệm chiếm tỷ trọng khá cao, mức huy động tăng 79 tỷ đồng, vượt mức 10% so với kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt trên 613 tỷ đồng, vượt 31 tỷ so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chiếm 0,16%, đạt 114% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, quỹ tín dụng phường 2 đã đóng góp trên 3,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, quỹ tín dụng phường 2 cũng quan tâm đến đời sống của thành viên, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, giảm bớt các thủ tục nhận tiền gửi cho vay, tích cực quan tâm cho các hộ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Thành viên có cổ phần được chi trả cổ tức đúng kỳ hạn, đồng thời quỹ cũng tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đóng góp ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, chất độc da cam và hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn. Kết thúc đại hội, 100% đại biểu thống nhất với các nội dung báo cáo và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Vừa qua, câu lạc bộ Karate Do Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc tổ chức giải Karate Do các câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố mở rộng lần thứ nhất năm 2017. Trong thời gian 2 ngày, 15 câu lạc bộ của thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh, Đạ Hoai, Đạ Tẻ, đội năng khiếu Đồng Nai, quận 12 và quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi đấu ở 6 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đối kháng nam, đối kháng nữ và đối kháng đồng đội nam, đối kháng đồng đội nữ. Giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị. Giải đấu được tổ chức nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các câu lạc bộ, là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi lẫn nhau, từ đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, thu hút đầu tư là một trong các lĩnh vực thành phố đang tập trung triển khai nhằm tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bằng nhiều chính sách, thành phố đã và đang tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Bảo Lộc. Nằm trên tuyến quốc lộ 20 là địa bàn trung tâm kết nối Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi và kinh tế phát triển bền vững trên các lĩnh vực, năm 2010, Bảo Lộc được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. Năm 2016, mặc dù tiếp tục chịu sự tác động do khó khăn chung từ nền kinh tế cả nước, đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và sự tăng trưởng trên địa bàn. Nhưng với sự quan tâm, sự lãnh chỉ đạo, sự đồng thuận, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân, thực hiện tốt các giải pháp về thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tăng cường xuất khẩu, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt khá. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục hồi phục. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 4.469 tỷ đồng, trong đó công nghiệp đạt 3.090 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành thương mại dịch vụ phát triển mạnh về số lượng cơ sở, chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao. Tốc độ tăng trưởng nhanh đóng góp ngày càng lớn vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tổng kết cuối năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.704 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 168 triệu USD, tăng 19,4%. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, chuyển dịch theo đúng hướng, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp,
chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp được triển khai và nhân rộng. Tổng kết cuối năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 150 triệu đồng một hecta. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu về xã hội như tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới, y tế, văn hóa, giáo dục đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Cũng trong năm, thành phố giải quyết việc làm cho 4.500 lao động, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 41%. Bên cạnh triển khai các biện pháp thúc đẩy kinh tế, thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư cho xã hội từ các nguồn vốn khác nhau. Theo thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ, góp phần hoàn thành các nhóm tiêu chí theo đô thị loại 2. Nhiều nhóm tiêu chí về kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị, cơ cấu lao động phi nông nghiệp, kiến trúc cảnh quan đô thị luôn đạt ở mức cao, góp phần đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với nguồn vốn ngân sách, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư vào địa bàn, góp phần tạo đà tăng trưởng và thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Hiện thành phố có 572 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang hoạt động tập trung vào các lĩnh vực chế biến chè, cà phê, dâu tằm, sản xuất hàng may mặc, chế biến khoáng sản, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, với số vốn đăng ký kinh doanh là 2.898 tỷ đồng. 110 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.500 tỷ đồng và 46,42 triệu USD, diện tích 1.100 ha, không tính các dự án đã bị thu hồi hoặc nhà đầu tư không thực hiện dự án. Trong đó, 71 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng, 31 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ và 8 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, trên 70% các dự án liên quan đến lĩnh vực công nghiệp xây dựng như chế biến nông sản, trà cà phê, tơ lụa, dệt may mặc, cơ khí chế tạo, du lịch, dịch vụ thương mại, dịch vụ giáo dục đã và đang hoàn thành đi vào hoạt động. Nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và uy tín đang tiếp tục tìm hiểu và xúc tiến đầu tư vào địa bàn. Như Đại học Tôn Đức Thắng đầu tư phân hiệu trường đại học tại phường Lộc Tiến. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail miền Nam thuộc tập đoàn Vingroup đầu tư dự án Vincom Plaza, địa điểm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao cũ, số 83 đường Lê Hồng Phong, phường 1. Tập đoàn Hùng Hậu đầu tư vào giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kinh doanh nhà Đạt Gia thuộc Nam Á Bank, tập đoàn Hoàng Cầu đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ nhà ở thương mại tại chợ cũ Bảo Lộc. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đầu tư trung tâm thương mại và trưng bày ô tô Thaco Bảo Lộc tại bến xe cũ Bảo Lộc. Được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh cũng như các sở ban ngành của tỉnh, thành phố đã chỉ đạo và trải thảm đỏ, kêu gọi và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố là tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư được tìm hiểu các dự án thu hút đầu tư, các cái thủ tục về hành chính thì đối với thành phố thì các phòng ban chuyên môn thì cũng sẽ giúp các nhà đầu tư theo đúng quy định một cách nhanh chóng nhất. Số lượng các nhà đầu tư triển khai của thành phố thì ngày càng tăng và thu hút và có phần quan trọng vào trong cái việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giải quyết việc làm đối với thành phố trong thời gian qua là rất tốt. Tuy nhiên, cũng có một số dự án còn chậm triển khai. Tồn tại hạn chế đó thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo các phòng ban của thành phố là phải theo dõi, đôn đốc và thực lực tham mưu, kể cả các sở và tham mưu cho tỉnh, và có thể là thu lại cái giấy phép hoặc là cái chủ trương đầu tư của tỉnh và đề xuất các đơn vị khác. Trong tổng số 110 dự án đầu tư, có khoảng 73 dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 6.500 tỷ đồng và 21,42 triệu USD,
với các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, việc thu hút đầu tư bước đầu đạt hiệu quả. Tại khu công nghiệp Lộc Sơn, hiện có 31 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.995 tỷ đồng và 25 triệu USD. Diện tích sử dụng đất đạt 80,1 trên tổng số 96,3 hectare đất công nghiệp đã giải phóng mặt bằng. Trên 50% dự án đang hoạt động và hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, cũng như đóng góp chung vào quá trình phát triển của thành phố. Đối với cụm công nghiệp Lộc Phát, tổng vốn đăng ký 98,26 tỷ đồng cũng đã thu hút được 6 dự án đầu tư trên các lĩnh vực với diện tích mặt bằng đạt trên 5 hectare. Xí nghiệp may Nhà Bè là một trong số các nhà đầu tư đang hoạt động hiệu quả tại cụm công nghiệp Lộc Phát. Năm 2011, sau khi tìm hiểu và triển khai các thủ tục đầu tư, công ty may Nhà Bè tiến hành xây dựng nhà xưởng trên khuôn viên 34.000m2. Sau 5 năm, đến nay, xí nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, sản xuất khoảng 2 triệu sản phẩm trên năm, tăng gấp 10 lần so với ngày đầu thành lập và đang tạo việc làm ổn định cho trên 550 công nhân với mức thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng một người một tháng. Như đã giới thiệu ở trên, tại địa bàn phường Lộc Tiến, dự án phân hiệu Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở 2 Bảo Lộc do trường Đại học Tôn Đức Thắng làm chủ đầu tư là một trong những dự án trên lĩnh vực dịch vụ giáo dục theo chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa tỉnh Lâm Đồng và trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhận được sự quan tâm không chỉ của chính quyền mà cả đông đảo người dân địa phương. Khởi công từ năm 2009, công trình với mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với khối điều hành trung tâm, một phần hạ tầng kỹ thuật và đang tiếp tục khởi công xây dựng hoàn thiện cảnh quan khu ký túc xá cho sinh viên. Dự kiến đến tháng 10 năm 2017, trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tiếp nhận 250 học viên, sinh viên lưu trú học tập tại cơ sở Bảo Lộc, nhanh chóng góp phần đào tạo nhân lực cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nói chung. Có thể nhận thấy, từ cơ chế của tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương, sự hợp tác tích cực của các nhà đầu tư, các dự án đầu tư trên địa bàn đến nay cơ bản đều triển khai đúng tiến độ và đúng quy định theo giấy phép. Tuy đã thu hút được các nhà đầu tư trên hầu hết các lĩnh vực, tuy nhiên, theo đánh giá, quỹ đất dành cho thu hút đầu tư tại địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp còn rất lớn. Chính vì vậy, thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, lấp đầy diện tích các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Theo kế hoạch, năm 2017, bên cạnh triển khai các biện pháp để đạt chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội như thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với việc hình thành các mối liên kết trong chuỗi sản phẩm, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển công nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chương trình an sinh xã hội, chú trọng các dự án hỗ trợ sản xuất, đời sống cho đối tượng nghèo và cận nghèo. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế. Thành phố tiếp tục đề xuất cơ chế thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng để xúc tiến đầu tư, đồng thời phối hợp đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng với kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Lộc Phát, khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 17 dự án trọng điểm như khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Nam Phương 1, Hồ Nam Phương 2, khu liên hợp văn hóa thể thao tại phường 1, hạ tầng các nhà máy sản xuất công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, các khu dân cư đường Vành Đai, đường Tránh phía Nam, các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Căn cứ vào các cái nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ, nghị quyết năm Đại hội tỉnh Đảng bộ ở thành phố nhiệm kỳ, thì thành ủy ban nhân dân thành phố cũng đã lập những cái danh mục thu hút đầu tư, rà soát lại các danh mục để có những cái tuyên truyền, có những cái giới thiệu bằng các kênh thông tin để chúng ta thu hút, và đến nay cũng phải 17 cái danh mục và đã và đang triển khai cái thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Trước hết là thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn là phải hoàn thiện cái thủ tục hành chính, rồi công khai hóa và cải tiến cái bước để nhanh chóng giúp cho nhà đầu tư không bị mất cái thời gian để các cái thủ tục làm cho nó nhanh gọn đối với cấp thành phố để trình các sở, để các sở tham mưu trình tỉnh để ra cái quyết định thu hút đầu tư.
Cái thứ hai là chúng tôi sẽ củng cố cái tổ chức nhân sự của cái tổ thu hút đầu tư thành phố trong thời gian sắp tới, là những đồng chí có những kinh nghiệm, có trách nhiệm và đúng cái thực hiện cái chủ trương của thành phố chúng ta là trải thảm đỏ để đón các cái nhà đầu tư. Và theo nghị quyết tỉnh đảng bộ thì đến năm 2020 thành phố chúng ta sẽ phấn đấu từ đô thị loại 3 trở thành đô thị loại 2. Thì các tập đoàn lớn sẽ vào cuộc và họ đón đọc cái phát triển của thành phố trong cái thời gian sắp tới. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị Ủy ban tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát tất cả trong 110 dự án mà có 23 dự án chậm triển khai đó để rà soát lại, coi thử nếu như về cái năng lực, nếu như chậm triển khai hoặc không triển khai sẽ thu hồi những cái dự án mà không triển khai được, để chúng ta cũng kêu gọi giới thiệu các nhà đầu tư khác có năng lực để thực hiện trong thời gian tới, và sẽ đầu tư vào các cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp về cơ sở hạ tầng. Đó là những cái yếu tố để kêu gọi thuận lợi cho các nhà đầu tư để sớm lấp đầy khu công nghiệp. Có thể nói, việc thu hút đầu tư, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp đã cung cấp nhiều loại hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương và vùng phụ cận. Thu hút đầu tư cũng góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội gắn với thúc đẩy sản xuất, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng của các ngành công nông nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành trung tâm kinh tế trọng yếu phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.